đóng có hai cảnh cameo, Doãn Quốc Đam đã trở thành con ghẻ của đoàn làm phim Gara Hạnh Phúc. Sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam trong Gara Hạnh Phúc chỉ là tình cờ nhưng lại đem đến rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Ngoài những gương mặt đã xuất hiện từ đầu phim đến giờ như Quỳnh Côn, Bảo Anh, Duy Hưng, Ngọc Huyền, khán giả còn cực kỳ ấn tượng với vai quần chúng của Doãn Quốc Đam. Dù tham gia vào Gara Hạnh Phúc chỉ là tình cờ, nhưng nam diễn viên cũng đã giúp khán giả có được những trận cười thỏa mãn ở tập 1 và tập 13. Tuy nhiên ít ai biết rằng đoàn làm phim Gara Hạnh Phúc đã phải ăn hành ngập mặt vì sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam. Theo đó, khi Gara Hạnh Phúc đang quay, Duy Hưng, Tài Trung Châu đã mời Doãn Quốc Đam đến phim trường ở Hòa Bình chơi. Tưởng chỉ là một chuyến đi vui vẻ cùng bạn, nhưng không ngờ anh chàng lại vào luôn một vai siêu nhỏ trong phim. Cụ thể, khi đạo diễn Gara Hạnh Phúc hỏi, thế quần chúng ngồi quán nước đâu, gọi chưa? Doãn Quốc Đam đã tự mình ứng cử vai này. Đây cũng là lúc đoàn làm phim Gara Hạnh Phúc phải ăn hành ngập mặt. Theo đó, để Doãn Quốc Đam có thể xuất hiện trong phim một cách hợp lý, cả đoàn đã phải súng lại nghĩ kịch bản. Đạo cụ của chàng mù trên phim cũng được mượn từ các thành viên có mặt tại phim trường. Ví dụ như cái áo đen của thư ký đoàn phim, đôi dép của Duy Hưng, kính đen của nhân viên phục trang. Sau khi quay xong những cảnh trong phim, có nhân viên trong tổ họa sĩ đã nói vui với Doãn Quốc Đam rằng lần sau anh đừng lên đây nữa nhé. Anh lên làm bọn em bị hành bờ hơi tai vì các sáng tác dở hơi ngoài kế hoạch của các anh đấy. Câu chuyện hậu trường đằng sau nhân vật chàng mù suýt bị dân ca, Quỳnh Côn, phàng ghế vào đầu khiến khán giả được trận cười no bụng. Doãn Quốc Đam được biết đến là một trong những nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng phim Việt. Anh chàng chẳng ngại vai nhỏ, chỉ cần cảm thấy thú vị, hợp vai là sẽ nhận lời. Phim truyền hình Gara Hạnh Phúc dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 10 tới với 27 tập. Phim lên sóng vào 21 giờ 40 phút các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.